Em chào cả nhà. Bữa nay chiều nay mình sẽ nấu cháo cả nhà. Mình đã nấu cháo, mình có cái thân thân heo nè. Với lại cái ruột mình dùng trứng nè cả nhà. Chiều nay mình sẽ nấu cháo cháo thịt. Bữa nay mình sẽ rang gạo cả nhà ơi. Mình sẽ bắt chảo lên. Mình sẽ cho gạo vô, gạo nãy giờ mình do mình để cho nó ráo nè cả nhà. Đó, mình rửa, mình để cho nó khô rồi cả nhà. Giờ mình do gạo mình rang gạo lên. Rang gạo lên rồi chút xíu nó vàng cái mình bỏ cái nồi mình đang bắt nước lên, chừng nào nó sôi mình mới bỏ thịt vô cả nhà. Hôm nay mình sẽ ăn cháo thịt với đồng. Cái rang gạo cả nhà. Rang gạo nó vàng cái mình sẽ bỏ vô đổ vô nồi nữa nha, cái nước cho nó sôi đã mình mới bỏ thịt nó luộc trong đó. Rang nó chừng nào nó vàng đây cả nhà ơi. Mình rang gạo xong rồi, bây giờ mình bỏ gạo vô, mình ram chung rồi cả nhà, mình vớt bọt. Mình bỏ gạo vô xong rồi bây giờ mình vớt bọt cả nhà, vớt bọt xong rồi mình sẽ bỏ hành. Mình rang gạo xong mình nấu xem nó sẽ mau chín lắm cả nhà. Mình cũng đã nêm vô cái nồi đó sơ cả nhà. Hồi nãy mình bỏ cái này nó vô luộc xong rồi bây giờ mình vớt ra cả nhà. Cái này mà để nó luộc nó sôi quá là nó sẽ bị bể ra. Bây giờ đây là hành tím, hành tây với đầu hành mình bỏ vô cả nhà. Cho nó thơm cái nước cả nhà. Sẽ vớt ra mình cắt ra nha. Giờ mình đậy nắp lại cho nó chín cái thịt heo, cái xong rồi mình lấy ra mình sắt. Trời ơi, đá banh mới về, ông bảo chú ơi đá banh mới về rồi, xong rồi ha má mà tắm cho mát mẻ rồi, xong rồi nó đói bụng muốn xỉu rồi, không có chờ chị hai. Hằng nãy John với chị hai là đi đá banh chung với nhau, mà chị hai bữa nay đá cúp lá mắt gì đó. Chị không hai có lá cúp không? Đã mắt phải không? Chị hai về không sao? Không có. Chị hai lá mấy tiếng nữa, còn Doanh lá có tiếng... Không, hai chơi nhiều hơn mà không có mắt rồi. Ừ, hai chơi nhiều hơn phải không? Doanh hai về sao hả? Cho nên ha, chồng mình chở Doanh về trước rồi, xong rồi ha, chồng mình đi xuống dưới làm nước nóng đó rồi. Rồi ha, chị hai nữa hồi về chung với ông thầy giáo, có con gái lá chung với nhau, nhà gần đây nè cả nhà. Rồi chút xíu chở về luôn. Còn Doanh về nó nói nó đói bụng quá, má mà ơi con muốn ăn trước rồi, con không có chờ quay video nổi nha, con muốn ăn giữa Doanh còn vô video, Doanh còn ăn vô video. Nó đói hả, cái xong rồi nó nói nó ăn tô này á, một hồi nó đói nữa, nó ăn nữa không bảo chú ơi. Nó nói quay video nó vô nữa. Phải không? Ngon không? Ngon hả? Ngon xuất sắc luôn hả? Còn em dắt nè, em dắt ngồi em trời ơi, ăn một mụn thịt luôn. Ôi ôi. Hả? Anh em ngồi ăn ngon quá hả? Ôi ôi, đi đá banh mới về nhìn mặt đen thui lùi ha. Không có coi Doanh coi gì không? Có gì á? Không có biết xong hết. Trời ơi, có coi học quả, học quẻ gì không à? Hả? Doanh bữa giờ đi đá banh quậy ha, nhìn nó Doanh đen thui lùi nè Doanh. Để Doanh té. Ủa Doanh có mời ông bà cô chú ăn chưa? Không. Mời ông bà cô chú ăn với con đi. Bà cho anh ăn. Nó đói quá nó đo ăn không rồi bà chú ơi. Nó đói quá nó ăn nấm đuối không bà chú ơi, nó nói ngon quá. Nó chín rồi đó, nó chín cho nên nó cho Doanh nó ăn trước, nó đói rồi ông bà chú ơi. Còn chờ chút xíu chị hai về nữa. Chị hai về nữa rồi mình mới dọn ăn cả nhà ơi. Chào bà chú. Xin chào bà chú. Xin chào cả nhà. À, mời cả nhà ăn cháo với nhà mình nha. Cho miếng chanh vô. Mình ăn cái gì mình cũng thích ăn chanh hết cả nhà ơi. Cái chanh vô nó chanh rất cái chua. Còn thích nhất ở trong nhà này. Thực tế.
không thể thiếu món sa tế. Vậy hai bỏ chưa? Bỏ rồi. Ôi Jesus. Sa tế kiếm thời mình làm mình cảm thấy mình ăn không thấy cay đâu cả nhà. Nó không cay miếng nào hết á. Ai dắt ra cho anh hồi nãy ăn rồi bà con chú ơi. Ai da. Ai da. Má cho con miếng khóm nè. Có miếng sa tế vô nó thơm ghê luôn á. Bún nào ăn bún, ăn phở, ăn bún bò Huế, ăn cái gì cũng vậy, bỏ miếng sa tế vô, ăn bánh canh. Bánh canh với cháo với bún bò Huế. Bỏ sa tế là đúng bài cả nhà. Phở thì phở cũng được. Ê giờ sao quá. Sao quánh mẹ. Mời cả nhà ăn chung. Ừ, mời bà cho chơi với con. Ngon quá. Mời chú ăn ăn. Cho bắp cải vô cả nhà. Nhà mình rất là thích cái phèo ruột non á, đem dồn trứng á cho cả nhà. Ba không có thích quá. Ba ăn được là hay à. Bye bye. Yeah. Rồi nãy nó đã banh về, nó đực đực nó ăn thành tô luôn bà chú em. Xíu tối chút xíu đói nữa là muốn ăn nó làm mẹ làm cho. Cái giờ này muốn ăn xí đồ nữa. Xí đồ ngủ dậy á, trước khi đi học á, nó ăn sáng đi. Mà nó nhiều quá. Trời nói. Ngày mai chị hai làm cho em ăn. Mai thứ sáu nữa rồi. Papa. Chị hai nó nói nó nghĩ đá banh đó, mà nó cứ đá hoài luôn không bà chú ơi. Tóc của chừng vô kìa. Nó nghĩ đá banh mình đi kiếm kêu chồng kêu ba nó đi kiếm trường đăng ký cho nó đi học nhảy mà nó đá banh hoài cho nó đá banh luôn không có không nhảy gì đó. Chào bà chú ơi. Xin chào bà chú. Ăn khóm không Vinh? Hả? Khóm nè. Ăn không nha, ăn bờ nan lắm. Chú vậy? Bà non. Bà non. Xí thú. Thịt nặng nè. Nặng mình cắt sợi sợi như này cả nhà. Nè, nè, chú đi đây. Mà nồi mình đang kiếm xí thú. Dạ ăn không? Vi bara tror. Vad är det? Anh không cho em ăn hả? Nó muốn ăn kìa. Muốn coi không? Muốn coi không? Em tướng Lily dắt coi không? Coi được hết không? Ngày nấu cháo vậy, thành nạc với em như vậy thôi là ngon cái nhỉ? Chứ làm đồng này kia nọ không có ai ăn. Với ca gì nó ăn tim chút xíu à.
nó không ăn mấy cái kia. Chồng mình cũng không thích ăn. Mà con thích. Nhà mình thích ăn cháo nhiều quá cả nhà. Tại vì ha, ở bên đây ha, ít có ai mà thích ăn cháo. Hồi nãy ăn hết nửa tô, bây giờ thèm nữa không? Thèm chứ má mà cho ăn nữa nha. Sáng hai đứa đi học có đem theo có ăn cái gì không? Không có đem chuối cái gì không? Chị hai có bữa nó xiên ăn, có bữa nó làm biếng ăn. À, sao mày? Sao mày con quần? Con quần. Ba ba. Có vụ ăn mà đã quên nữa. Ba ba. Mẹ ơi, chị chưa đây hả? Ừ. Dạ. Nó còn thèm, nó còn ăn dụng nữa không bà chú ơi. Chút xíu nữa hả, chút xíu nữa mẹ làm cho con với dắt ăn. Ăn cháo mau lói lắm cả nhà. Cho nên nó cho anh thằng nãy nó, nó về nó đói đực đực mình cho nó ăn trước. Tối xíu nữa mà nó đói cho mình cho nó ăn thêm miếng nữa. Tôm đi mít với chút. Vì mình đã phải. Ăn thôi. Cứ đi. Trời lạnh mà mình ăn cháo rất là tốt luôn. Sút mồ hôi. Mùa nóng là ăn không nổi. Nên cứ ăn sút như này. Ba ba. Quá ngon. Dắt nó không ăn khóm. Nó bữa nó ăn khóm đụng đó nó cạp, nó cạp dữ lắm không bà chú, cạp xong rồi nó gắt đuổi. Cái này ăn vài miếng thì được mà ăn nhiều miếng một hồi nó gắt đuổi lúc nào cũng hay cả nhà. Ngủ dậy mới được ăn. Ăn ban đêm ăn đồ ngọt hoài nó mập chết. Chị giống cho ăn.
Cứ ăn thôi. Cho nó ăn mấy cái mấy cái cốm rồi ha, cốm sô cô la, cốm này kia, cốm nọ để mình trang sữa không cả nhà. Nó ăn cái đó nó đừng gì á. Con cho ăn chút xong. Ngon ạ. Nhìn cho nhau ăn chút ai. Lên sống chết rồi nè. Mình lấy một cái lồng đi cho mình ăn sữa vô vô. Rồi, bữa nay ăn nhanh gọn đẹp. Rồi, để tay xuống con. Ông bà chú qua bên đây. Qua bên đây nè, chào tạm biệt ông bà chú này, để đây. Nãy giờ lạc đạn ông bà cô chú thấy rồi. Đứng nào hoàng vô. Ông bà cô chú thương con như giòn như giác. Kìa ông bà cô chú đăng ký cho con nhanh giác nha. Cảm ơn bà chú. Cảm ơn bà chú. Video mình quay tới đây thôi cả nhà ơi. Bữa nay ăn nhanh gọn đẹp. Bye bye. Cả nhà giờ đi sao. Bye bye cả nhà. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.